Xin kính chào tất cả các bác anh các chị đã trở lại kênh YouTube của em Nguyễn Thái Dương. Ngày hôm nay em Dương chia sẻ trong cái video ngày hôm nay em Dương sẽ chia sẻ các bác cái cách chăm sóc cái cây bồ kết khi là mình mới gieo lên nhau nhá. Thì cũng một số bác là cũng muốn trồng tự tay mình trồng lên cái cây bồ kết thì em cũng hướng dẫn luôn cho các bác. Mà nhà em cũng có cung cấp luôn cái hạt giống cho các bác nhá. Bác nào mà ở xa mà không lấy được cây gửi xa quá hay sợ nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây, và là cái thứ nhất, và cái thứ hai mà cái tiền cước gửi xa nó cũng rất cao, nên nhà em có thể bán cả hạt cho các bác luôn. Vậy em thì thực tế em là người đi thu hoạch, cho nên là hạt thì nhà em cũng rất nhiều, năm nào em cũng, nhà em cũng có tầm khoảng 15 đến 20 tấn bồ kết khô, nên là nhà em tách được hạt. Những cái cây nào đạt yêu cầu thì em cũng sẽ tiến hành tách hạt để nhân giống. Thì đây là cái quá trình nhà em đã trồng gieo cái cây bồ kết này, nó đã lên được như này là được khoảng hơn 2 tháng rồi bạn, hơn 2 tháng này mới được một cây như thế này. Thì về lưu ý, phần lưu ý của cái cây bồ kết nhỏ này đó là hàng ngày thì các bác phải tưới đều hàng ngày nhé, nhưng mà không được tưới đẫm quá, bởi vì cái cây bồ kết này nếu các bác tưới đẫm quá thì nó sẽ chết, úng chết. Đây thì em cũng đang làm ở trong một cái bầu nhỏ, thì quy trình là sẽ ươm vào một cái bầu nhỏ, sau đó là khi cây lên được tầm khoảng 30 cm thì lại đảo sang một cái bầu to. Thì lúc đấy thì sẽ tiến hành cho thêm phân, phân chuồng hoai mục để nó cây đủ điều kiện nó phát triển nên cái cây nó to bằng cái đầu đũa. Bằng cái đũa thì bắt đầu mình sẽ tiến hành là mình ghép nhau nhé, chứ các bác cũng không nên trồng thực sinh. Đây là em khuyên chân tình là các bác không nên trồng thực sinh, bởi vì cái cây thực sinh khi trồng lên thì nó thì lại gây được ra rất nhiều. Đấy là cái ý kiến riêng của em, còn bác nào mà có kinh nghiệm có thể chọn được cái cây như thế nào là cây cái thì là các bác có thể chọn được và trồng được, thì đấy là tùy các bác thôi. Nhưng mà em nghĩ thì là để an toàn thì các bác nên ghép. Về cái phần cách ươm hạt bồ kết thì em sẽ làm thêm những cái video sau, em sẽ làm thêm về cái cách ươm hạt bồ kết cho các bác xem nhé. Thì bởi vì là nếu mà không có quy trình ươm cái hạt thì cũng khá là đau đầu, cái hạt nó lên thì lại lên rất kém. Vì quả hạt bồ kết chín cây thì nó cứng ở trên cây rồi, nhưng có những hạt nó phải mất mấy tháng nó mới lên nhớ ạ. Thì sau video sau em sẽ làm ra cái video hướng dẫn cách ươm hạt bồ kết cho các bác luôn. Thì là các bác có thể là follow cái kênh của em, đăng ký kênh, ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất em Dương đăng tải lên nhau nhé. Nó làm động lực cho em có thể là tạo ra được nhiều video cho các bác xem hơn. Thì về cái cây bồ kết thực sinh như thế này thì em sẽ tiến hành ươm tầm độ khoảng 8 tháng đến 1 năm em nhé. 8 tháng đến 1 năm thì sẽ đủ điều kiện để ghép. Sau đó là em cũng có tiến hành đi cắt mắt ở những cái cây mà nó đạt yêu cầu. Rất nhiều cái cây nó đạt yêu cầu và quả rất sai, thì em cũng đã trong cái quá trình đi thu mua em cũng đã quay và đăng tải lên cái kênh YouTube này. Thì các bác có thể vào phần video của kênh, phần thu hoạch cây bồ kết thì các bác xem nhé, các bác nhé. Như một cái khoảng vườn như thế này thì em Dương ươm chỗ này chắc cũng đợi được được vài nghìn cây đấy, nhưng mà nó cũng chết mất nhiều. Nếu các bạn có thể nhìn thấy là nó thưa, nó chết khá nhiều. Nói là quy làm được ra một cái cây bồ kết ghép thì nó cũng mất nhiều thời gian đó, nhổ cỏ các thứ rồi như này xong là lại phải đào bầu nữa. Nên nếu mà mình cho vào cái bầu to luôn thì nó cũng được, nhưng mà nó lại chậm hơn mất 1 tháng đến 2 tháng, bởi vì trồng bầu to luôn thì nó không đủ chất dinh dưỡng, bởi vì trong cái thời gian nó dài quá. Bón đây em làm là em đảo bầu 2 lần, đảo bầu nhấc chỗ này sang chỗ khác và sau đó em thay bầu sang bầu to 1 lần nữa nhé. Nhìn những cái cây bồ kết này thì rất đẹp, nhìn cái vườn nhìn rất mê luôn. Thì cũng cảm ơn tất cả các bác, các anh các chị đã ủng hộ kênh và trong cái thời gian qua mà anh chị cũng đã mua ủng hộ cây giống các thứ. Nhà em cũng cảm ơn tất cả anh chị. Chúc anh chị là có được những cái vườn bồ kết đẹp, có được những cây bồ kết sai quả nhau nhé. Bác nào có cái nhu cầu về cây giống bồ kết thì có thể là liên hệ có em Dương qua số điện thoại là 0397405924. Em sẽ cố gắng tạo được những cây bồ kết chất lượng nhất như thế này cho các bác. Xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác ạ.